TQ Channel xin chào các bạn. Thưa các bạn, các dòng xe điện thông minh tự hành luôn cần có chip xử lý cao cấp để xử lý các thuật toán phức tạp. Từ khi VinFast công bố 3 mẫu xe điện mới, nhiều người tò mò không biết hãng sẽ sử dụng dòng chip nào cho các mẫu xe điện của mình. Mới đây, điều thắc mắc này đã được giải đáp khi VinFast công bố sẽ sử dụng nền tảng công nghệ của các dòng chip NVIDIA Driver Xavier trên các mẫu xe điện ra thị trường từ năm 2022, đồng thời dự kiến sẽ nâng cấp lên dòng chip NVIDIA Driver Orange thế hệ mới và mạnh nhất cho các phiên bản xe cao cấp sau đó. Chip NVIDIA cho phép xe điện VinFast thực hiện những tính năng đặc biệt như lên kế hoạch hành trình, định vị chạm sạc, ghi nhớ thói quen sử dụng. Dòng chip NVIDIA Driver Xavier sẽ được hãng sử dụng trên các mẫu xe ra mắt thị trường từ năm 2022. Các phiên bản xe cao cấp sau đó sẽ nâng cấp lên dòng chip NVIDIA Driver Orin thế hệ mới nhất, đạt tiêu chuẩn an toàn ISO 26262 ASIL-D. NVIDIA Driver Orin là một trong những bộ xử lý hiệu năng cao nhất trên thế giới hiện nay, tích hợp hơn 21 tỷ bóng bán dẫn, kiến trúc GPU NVIDIA Ampere thế hệ mới nhất, 12 CPU Cortex A78 ARM64. NVIDIA hiện nay là nhà sản xuất chip các đồ họa hàng đầu thế giới. Theo mô tả của hãng, bộ xử lý dành cho xe điện được trang bị các công nghệ tăng tốc thị giác máy tính học sâu với khả năng xử lý trên 256.000 tỷ phép tính trên một giây. Dòng chip Orin có thể vận hành đồng thời lượng lớn các ứng dụng và mạng lưới neuron sâu, hỗ trợ các tính năng đặc biệt của xe như lên kế hoạch hành trình, định vị chạm sạc và đại lý, cảnh báo nguy cơ mất trộm, học và ghi nhớ thói quen sử dụng của người dùng, tự lái trên đường cao tốc, tự động đỗ xe, vân vân. Công nghệ chip của NVIDIA cũng sẽ giúp xe xử lý thông tin nhanh hơn, từ đó tăng độ an toàn và nâng cao khả năng tự hành vượt trội. Bà Thái Thị Thanh Hải, Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup kiêm Tổng Giám đốc VinFast cho biết, định hướng của hãng là kết nối trí tuệ toàn cầu, hợp tác với các công ty công nghệ nghiên cứu, phát triển công nghệ mới trên toàn cầu nhằm đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ mới nhất cho sản phẩm. Với việc lựa chọn công nghệ của NVIDIA, các dòng xe điện VinFast sẽ được trang bị những tính năng tự hành, ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo và các kết nối không dây tiên tiến nhất. Bà nói thêm, ông Rishi Dinhas, Phó Chủ tịch NVIDIA phụ trách công nghệ tự hành, cũng đánh giá cao hợp tác với VinFast. Thông qua lựa chọn này, VinFast sẽ đẩy mạnh việc phát triển các dòng ô tô điện thông minh, nâng chuẩn an toàn và tiện lợi cho người dùng lên cấp độ mới, phục vụ mục tiêu góp phần định hình tương lai của phương tiện giao thông tại Việt Nam, Đông Nam Á và toàn thế giới. Ông nói, VinFast công bố nhận đặt cọc xe vào ngày 24 tháng 3 và chỉ sau nửa ngày đã có tới 4.000 người đăng ký một sản phẩm. Các mẫu xe điện thông minh của hãng sẽ phủ rộng tất cả các phân khúc, bao gồm VF E34, SUV cỡ vừa phân khúc C, VF E35, SUV cỡ trung phân khúc D và VF E36, SUV cỡ đại phân khúc E. Cả 3 dòng xe đều sở hữu tính năng tự hành cấp độ 2.3 với 30 tính năng thông minh. Trong đó, VF E34 là mẫu xe đầu tiên ra mắt thị trường Việt Nam vào cuối năm 2021. Các dòng xe VF E35 và VF E36 dự kiến được xuất khẩu sang thị trường Mỹ, Canada và châu Âu trong năm 2022. Một tin vui khác đến với hãng xe VinFast đó là 3 mẫu xe của hãng đều được bình chọn là xe của năm 2021. Tuy phải cạnh tranh với những đối thủ lớn, 3 sản phẩm đầu tay của VinFast đều có lượt bình chọn cao nhất tại giải thưởng xe của năm 2021. Kết thúc bình chọn xe của năm 2021, 3 mẫu xe VinFast dẫn đầu các phân khúc tương ứng. Kết quả này cho thấy sản phẩm của VinFast đã tạo được sức hút lớn và nhận được sự yêu thích của đông đảo khách hàng. Cụ thể, ở phân khúc hạng A, VinFast Fadin thắng áp đảo tuyệt đối với tỷ lệ bình chọn 68%. Phân khúc này nhận tổng cộng 17.169 lượt bình chọn, trong đó riêng VinFast Fadin nhận được 11.663 phiếu, nắm tỷ lệ bình chọn cao nhất dành cho một mẫu xe trong tất cả 17 hạng mục của chương trình. Trong khi đó, VinFast Lux A2.0 được yêu thích nhất ở phân khúc sedan hạng sang cỡ trung với 7.902 lượt bình chọn, chiếm 47% tổng số phiếu. Ngôi vương phân khúc SUV hạng sang cỡ trung thuộc về VinFast Lux SA2.0 với 6.685 lượt bình chọn trong tổng số 16.326 phiếu bầu, tương ứng 41%. Do không phải là mẫu xe ra mắt trong năm 2020, nên cả VinFast Fadin Lux A2.0
và LAC SA 2.0 đều không đủ điều kiện tranh giải chung cuộc xe của năm. Tuy nhiên, với việc đứng đầu cả 3 phân khúc, VinFast cũng cho thấy sức ảnh hưởng lớn trên thị trường sau chưa đầy 2 năm chính thức lăn bánh. 3 mẫu xe của VinFast dẫn đầu ngay từ ngày đầu tiên mở cổng bình chọn. Trong đó, Fadin là mẫu xe gây ấn tượng mạnh với tỷ lệ bình chọn và số lượng bình chọn cao nhất toàn giải. Đây là điều dễ hiểu vì mẫu xe này hiện đang thể hiện sự vượt trội về tính năng, trang bị và động cơ so với mặt bằng phân khúc hatchback hạng A. Một thành viên trong ban tổ chức giải cho biết, theo các chuyên gia, một trong những bất ngờ lớn nhất của chương trình năm nay nằm ở ngôi vị số 1 của LAC A 2.0 và LAC SA 2.0 trong phân khúc sedan hạng sang cỡ trung và CUV SUV hạng sang cỡ trung. Tuy đã dẫn đầu về doanh số bán hàng trên thị trường, VinFast LAC A 2.0 và LAC SA 2.0 được dự đoán gặp khó khi cạnh tranh về tình yêu thương hiệu với các hãng xe nước ngoài vốn đã có nhiều năm hoạt động tại thị trường Việt Nam. Mặc dù vậy, kết quả thực cho thấy VinFast đã tạo dựng được một niềm tin và tình yêu lớn với khách hàng chỉ sau một thời gian ngắn. Xe của năm 2021 là chương trình bình chọn được tổ chức bởi hai diễn đàn ô tô lớn nhất Việt Nam hiện nay là AutoFan và Ô tô Sài Gòn. Ban tổ chức kỳ vọng giải thưởng sẽ trở thành điểm tham chiếu, tạo động lực thúc đẩy các thương hiệu ô tô ra mắt thêm nhiều sản phẩm mới tốt hơn, phù hợp hơn với người tiêu dùng. Các bạn đánh giá thế nào về việc VinFast chọn NVIDIA là công ty cung cấp các dòng chip cho các mẫu xe điện của mình từ năm 2022, cũng như việc VinFast dẫn đầu trong cuộc đua bình chọn xe của năm 2021? Hãy để lại ý kiến ở bên dưới phần bình luận nhé. Video đến đây kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại.